Rồi thì bây giờ tay đua Hậu Ly đang tạm dẫn đầu. Rồi có vẻ như là anh Ba Khía đã cố gắng vượt lên tay đua Hậu Ly. Thì liệu là anh Ba Khía có bắt kịp tay đua Hậu Ly hay không? Anh Ba Khía sau lưng mình, để mình cố gắng mình chạy trước anh Ba Khía mới được. Có thể nói hôm nay là một ngày dài cực kỳ vui đối với bản thân mình khi mà đi chơi ở trường đua Đại Nam nha. Thì ngày hôm nay mình làm gì đó chính là mình chỉ cái thằng Môi này nè chơi stun, mà chiêu đầu tiên nó học là chiêu đứng lên bình xăng xe, coi chịu nổi không. Quá dữ anh em ơi. Cái quan trọng nhất của ngày hôm nay đó chính là mình trải nghiệm xe go-kart. À anh Ba Khía. Rồi. Mình sẽ lượm anh Ba Khía cho các bạn coi. Tiếp theo nữa là coi anh em đua xe 200m nè. Quá kinh khủng luôn. Rồi nói chung là cực kỳ hấp dẫn luôn, nhất là cái đoạn đua xe nè. Và bây giờ thì mời mọi người xem video nha. Đó thì sau khi Phú Mô nó thấy mình chơi cái trò chơi là đứng lên cái yên xe và ăn mì á, thì nó quyết định lên chơi trội hơn mình là đứng lên bình xăng xe. Trời ơi ôi. Nhưng mà các bạn xem nó đứng nè. Mới dữ anh em ơi, mới dữ. Mới tập 5 phút. Để chiêu mới tập 5 phút nha. Ok các bạn, thì mình chỉ thằng Phú Môi nó chơi stun như thế này nè. Rồi một hồi nó mệt quá rồi, thôi anh em mình dẹp xe và đi xuống dưới đây đua go-kart nha. Đua go-kart nha mọi người. Ok luôn mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ồn quá mọi người ơi, đây nè. Xe F1, quá dữ luôn. Các bạn coi nè, quá trời xe F1 luôn. Và ngày hôm nay á là mình chán bắt đầu xe hai bánh rồi. Hôm nay mình sẽ rủ anh Ba Khía đi bắt đầu mấy chiếc này thử coi. Đi, kiếm anh Ba Khía coi. Ê, anh Ba Khía kìa. Anh Ba Khía kìa. Hả? Ok mọi người, đây là anh Ba Khía nha. Hello các bạn. Anh Ba Khía, bây giờ thấy mình dành mới là anh Ba Bao. Nè anh em mình chơi bắt đầu con này. Và anh em mình chơi bốc đầu con này. Kiểu gì? Bốc đầu này hả? Ừ. Bốc được không? Được không? Đó, nghe căng quá. Thì thử có biết được nha anh em. Trời. Tiếp theo đó thì mình và anh Ba Khía đi tham quan mấy chiếc xe go-kart nè. Xem mấy kỹ sư người ta đang thiết kế xe luôn nè mọi người. Thì cái nơi cung cấp dịch vụ đua xe go-kart này nè là của FRV. Khi mọi người vừa đi xuống Đại Nam á, ngay cái bích đầu tiên á, thì chúng ta sẽ thấy FRV nha. Cái nơi mà các bạn có thể thấy là quá trời xe go-kart như thế này luôn. Đó thì mình đi Đại Nam rất là nhiều lần rồi, đua xe cũng có, chơi bốc đầu là thường xuyên luôn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm đua xe go-kart. Và đặc biệt là mình nghe kể á, là chiếc xe go-kart này nó có thể chạy từ 80-100 km/h. Đây không phải là con số quá khủng khiếp so với cái việc là anh em đua xe hai bánh. Nhưng mà đối với một con xe mini như thế này mà nó chạy như vậy thì nó rất là nhanh luôn. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đua với anh Ba Khía. Ok ok. Đào đi cái này phải không anh? Ok.
Ok mọi người, thì hôm nay mình sẽ trực tiếp trải nghiệm cái này chung với anh Ba Khía. Hai anh em chán chán bốc đầu quá rồi, nay qua chơi này. Ok. Cái này đua sao trời. Cái này đua sao trời. Rồi tự nhảy xuống giật đi. Rồi giật sao? Thôi ba tự giật. Ok bây giờ mình sẽ ngồi đợi ta khởi động dùm cái máy mới chạy được chứ giờ sao chạy ta. Đợi các bạn ơi, có nóng giỏi bạn ơi. Ê, review dùm cái chân coi. Cái chân tao đạp không tới. Vậy sao hết ga được? À, phải ngồi sửa sửa lại. Rồi ok. Mày cán ra. Ok ok. Rồi, ổn rồi đó. Cái này có trợ lực điện không vậy? Không hả? Không, có trợ lực báo không ạ? À? Trợ lực báo hả? Ừ. Ớn vậy. Rồi. Đây là sẽ có hậu báo với anh ba báo. Ok ok, hồi hộp quá mọi người ơi. Bây giờ bây giờ mình sẽ chạy ra cái xa hình trường đua. Đầu tiên là mình phải đi theo sự chỉ dẫn để mình biết cái đường đua nó như thế nào. Má này ghê quá mọi người ơi. Trời ơi trời ơi trời. Sao mà nó bơ ghê vậy? Nó bơ ghê quá em ơi. Tha em. Từ từ đợi em với mọi người ơi. Rồi rồi rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì? Kiểu gì? Oh my god. À ghê quá. Chóng mặt quá anh em ơi. À anh ba kia. Rồi 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 rồi. Mình sẽ lượm anh Ba Khía cho các bạn coi. Ok, sao tiếng cười á. Đó chính là cuộc đua đã được bắt đầu. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem tay đua Hậu Ly có thể đánh bại được tay đua Ba Khía hay không, và tay đua Hậu Ly phát biểu cảm xúc như thế nào. Má ghê quá. Thì ra là má ghê quá. Đua nãy giờ mấy vòng rồi nhưng mà anh ta vẫn thốt lên má ghê quá. Và bây giờ thì cái cua đầu tiên thì anh ta sẽ đứng hạng mấy đây? Rồi xong rồi, hạng bét luôn rồi anh em ơi. Hạng bét luôn rồi. Thôi nghỉ dẹp luôn đi. Dẹp dẹp dẹp. Làm lại anh em ơi, làm lại. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Tay đua Hậu Ly đã hỏi tay đua Ba Khía là đua chưa, nhưng có lẽ là anh ta nghe là đua không thì anh ta đã chạy trước rồi, và cuộc đua chính thức đã được bắt đầu. Rồi thì đây có lẽ là một trận đua cực kỳ là hấp dẫn luôn, bởi vì tay đua Hậu Ly lần đầu tiên đua go-kart nhưng mà anh ta đã chấp tay đua Ba Khía chạy trước một đoạn khá là xa. Có thể nói thì trong mỗi trận đua, không một tay đua nào có thể chấp đối thủ của mình chạy trước một đoạn khá xa như vậy. Rồi và bây giờ là cái cua đầu tiên. Cái cua này phải nói là cái cua tốc độ của trường đua Đại Nam luôn. Thì trong cái lần ôm cua đầu tiên này, anh ta có thành công vượt mặt anh Ba Khía hay không? Còn quá xa mọi người ơi.
ôm cua rất là tốt rồi. Tới cái cua thứ hai luôn. Và rồi thì tăng tốc thôi. Nói chung là chấp một đoạn khá xa như vậy thì chúng ta cần rất là nhiều thời gian để có thể vượt mặt lên. Nhưng mà đây là cuộc đua cho nên chúng ta sẽ không biết được có những điều bất ngờ sẽ xảy ra. Rồi thì mình rất mong các bạn sẽ ủng hộ tay đua Hậu Ly nha. Nhưng mà theo mình nhìn nãy giờ thì có vẻ như là cái tay lái, cái hoa lăng của tay đua Hậu Ly nó hơi bị méo á. Cho nên đua không lại Ba Khía là đúng rồi. Cái này không phải do tay đua Hậu Ly yếu nha mọi người, do cái hoa lăng bị méo nè, các bạn coi kỹ đi. Mày đừng có bốc phát. Nhìn ghê quá đi. Tiếp tục tới cái đoạn đường thẳng nhất của trường đua Đại Nam và tăng hết tốc lực luôn. Ớn quá. Quá hay luôn mọi người ơi, mặc dù là chạy nhanh nhưng mà anh ta vẫn thét lên hai từ ớn quá. Không sao, hiện tại bây giờ là tay đua Hậu Ly đang giữ một cái khoảng cách nhất định đối với những tay đua khác, đó chính là không thấy đối thủ luôn. Yeah. Rồi đua sao mà không thấy đối thủ luôn kìa. À thấy rồi, anh Ba Báo. Tay đua Hậu Ly đang cố gắng bắt kịp anh Ba Báo. Rồi rồi rồi, thấy được anh Ba Báo rồi mọi người ơi. Thì khi mà đua xe á, chỉ cần thấy được đối thủ là chúng ta sẽ có khả năng là vượt mặt đối thủ bất cứ lúc nào. Chỉ cần đối thủ sơ hở một chút xíu thôi là chúng ta sẽ vượt mặt ngay. Phải nói là anh Ba Khía có một cái trình độ lái xe cực kỳ là đỉnh cao luôn. Và tay đua Hậu Ly không thể nào bắt kịp được. Sắp đuổi kịp anh Ba Khía rồi mọi người ơi. Ủa gì vậy? Đang chạy thẳng mà ông Ba Khía quay đầu là sao ta? À, là do ông Ba Khía ông đánh lái mạnh quá cho nên chiếc xe nó đã bị quay đầu. Rồi, chính vì cái điều sơ hở của anh Ba Khía đã tạo điều kiện cho tay đua Hậu Ly dẫn lên phía trước. Cuộc đua này chỉ diễn ra giữa hai người thôi, còn mấy người kia á đua nhanh quá thôi, mình bỏ qua nha mọi người. Coi như là mình tính chỉ có hai anh em thôi, một là Hậu Ly, hai là anh Ba Báo. Rồi thì bây giờ tay đua Hậu Ly đang tạm dẫn đầu. Ê, em mà chiến sao luôn mình mọi người ơi. Rồi có vẻ như là anh Ba Khía đã cố gắng vượt lên tay đua Hậu Ly. Thì liệu là anh Ba Khía có bắt kịp tay đua Hậu Ly hay không? Anh Ba Khía sau lưng mình. Để mình cố gắng mình chạy trước anh Ba Khía mới được. Wow! Anh Ba Khía lại trở lên rồi. Rồi tay đua Hậu Ly tiếp tục ăn một cái cua. Có vượt mặt anh Ba Khía được hay không? Không vượt mặt được mọi người ơi. Tiếp theo đó là cái cua thứ hai, có vượt mặt được hay không? À, tất nhiên là vượt được rồi. Hay quá. Ủa mà hình như khúc này không phải là tay đua Hậu Ly vượt mặt nha mọi người. Hình như khúc này là người ta đi vô mà ông Hậu Ly ông tiếp tục chạy nè. Rồi đúng luôn rồi. Ủa vậy rồi Hậu Ly có thắng không ta? Ủa là sao ta? Thắng mà niềm tin. Chấm hỏi người ta chạy đủ vòng mà ông Hậu còn thiếu vòng nữa.
sao mà đỡ nữa. À, kéo vô lăng đứng dậy hả? Kéo vô lăng lấy lực đứng dậy. Ừ. Ê. Từ từ. Rồi rồi, ok, ổn rồi. À, bắt ổn quá mọi người. Vậy sao mà hồi ta về hết đích rồi còn anh thiếu vòng vậy? Tao chạy với tao không biết tao chạy đâu luôn. Nhưng mà lại đây nè, có cái này hay lắm nè. Thì á, cái sàn này nè, cực kỳ ngắn luôn. Quá thấp luôn mọi người, cho nên lúc mà mình chạy á, y chang á là mình chỉ lướt trên mặt đường thôi. Ở đây các bạn thấy cái phần ghế không, nó bị trầy 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 ở dưới nè. Thì có thể là đá ở dưới hoặc là đường nó cạ. Nói chung là cái quá thấp luôn, cực kỳ thấp luôn, không có một cái phuộc nào ở đây luôn. Không có cái phuộc nào luôn. Và hoàn toàn là cái vô lăng này nè, mình điều khiển bằng lực của mình. Cho nên khi mà mình chạy á, cái cảm giác đua rất là chân thật luôn. Nói chung á, các bạn chỉ cần đạp một cái thôi là nó kéo đi rất là nhanh. Thì con xe này không, mình nghĩ không cần thiết phải có cần số đâu. Tại khi mà mình vô mình đua á, mình chỉ tập trung vào cái việc là đạp ga và phanh thôi. Cứ ga là ga rồi phanh vậy đó là nó đủ hết thời gian rồi. Còn khi các bạn vô số nó rườm rà lắm. Và mới lần đầu tiên ngồi vô chiếc xe này á, thì mình chạy á, thật sự luôn không có quen mọi người. Giữa ga và phanh thôi, nó không có số nha. Xe này hoàn toàn không có số luôn, chỉ có ga và phanh. Và nó rất mạnh, thật sự luôn. Cái cục máy này mình không biết bao nhiêu cc, nhưng mà đại khái là chắc có thể là 200-300 gì đó. Và nó rất mạnh luôn. Có mấy khúc á, mà mình ôm cua á, mình tưởng đâu nó lật, nhưng mà thật sự không lật luôn. Như anh Ba Khía nè, anh ôm hố cua nó sẽ quay một vòng. Nhưng mà mình không có dám làm như anh Ba Khía nha. Ví dụ cua gấp mạnh đập, lố cua sao á, nó chỉ bị quay thôi. Đúng rồi, nó quay, nó không có lật. Lần đầu sợ nha. Ngày sau cái nó hết sợ rồi. Đó, thì sau khi mình đua là mình đứng hạng nhất từ dưới đếm lên nha. Và đây là cái menu cho cái chơi đua go-kart nha mọi người. Ngày thường là 770. Dạ. Tại là tương đương anh đang chạy 3 vòng rồi á, là phải 5 phút tương đương với 1 hit. Nãy 3 vòng nãy hả? Dạ, 1 hit là đây à, 1 hit là chạy được 3 vòng. Ờ. Là 3, ý là phải 1 đâu, 1 round vậy là chạy được 3, nhớ tổng thể là 15 vòng. Rồi, chơi cũng cả buổi rồi cho nên mình tạm chia tay với go-kart nha. Dạ. Rồi. Bài, ha. Ok. Sau đó thì mình đi ăn trưa và mình tiếp tục cho ông Phú Mô nó chơi stun nè. Thì từ sáng tới chiều rốt cuộc thì nó cũng đã thuần phục được cái tuyệt chiêu là đứng trên bình xăng nha mọi người. À, tới giờ lên tivi nè anh em, hi hi. Và đến khi chiều tối thì chúng ta có gì? Đó chính là đua xe 200m. Thì đây chỉ là một vài anh em vô tập vợt xe thôi. Thì để có dịp mình sẽ quay một vài cái giải đua 200m này cho các bạn xem ha. Rồi, nói chung thì ngày hôm nay chủ yếu là cái màn đua xe go-kart nè. Đây là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm, thì phải nói chiếc xe này nó vừa nhỏ nhưng mà nó vừa nhanh. Thì đây chính xác là một bộ môn thể thao cực kỳ là an toàn và không thể nào có cái chuyện là nguy hiểm đối với cái người đua được. Cho nên các bạn nào mà đam mê tốc độ, đam mê đua xe và muốn an toàn, không bị té thì các bạn có thể chơi cái bộ môn này nha. Nếu như chiếc xe này mà có chạy ngoài đường thì cũng rất là vui nha. Cái đó mình nói chơi thôi. Chứ còn khi ra đường thì nó rất là nhiều cái vấn đề xảy ra. Cho nên nếu như các bạn muốn chơi cái trò chơi này thì hãy đến FRV của trường đua Đại Nam để mà trải nghiệm nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.